Rồi nhà vườn thân mời nhà mình ghé tham khảo giao lưu một phôi cẩm thị kim cương đen. Phôi này hàng mới khai thác về nhà mình nha. Cây này nó cũng đang bung lọc sống khỏe luôn nha mình. Cây cực kỳ khỏe luôn nha, đèn xé này. Cây này có cái form đổ rất là duyên nha. Cây này có mã số là 171 nha. Có cái hoành gốc cho đem đo này là 30 nha. Cây cao. Cây cao mà tính từ đèn dọc cái đổ điểm đổ như thế này. Cao lên đây cũng tầm 38 á nha mình, 38-40 á. Và cái chiều đổ nha, tính từ điểm này xuống ở dưới chót kia nha, tầm 60. Đang nằm cái bầu đất rinh là 30 nha. Rồi cây này em giao lưu là 650 em bao ship nha mình. Nhà mình xem tham khảo luôn. Một cây cẩm thị kim cương đen. Cây này lọc đổ cũng rất là đẹp nha. Cây này về nhà mình chỉ việc lên cái chậu thêm chất trồng cho nó nữa ok luôn. Rất là duyên nha. Ngay cái đầu lớn này về nhà mình phế cho nó ngắn lại cũng ok nha. Ra cái cây đổ xuống rất là duyên luôn. Nhà mình xem tham khảo nha. Nó được duyên ý thì rước em nó về sưu tầm luôn. Rồi mã số 171 nha. Em giao lưu nhanh là 650 em bao ship nhà mình nha, cho một phôi cẩm thị kim cương đen. Rồi nhà vườn xin qua cây này luôn. Rồi tiếp tục nhà vườn xin giao lưu với cả nhà mình là một phôi cẩm thị kim cương đen nha. Cây này hàng quái nha mình. Lên trên đây này, ra cái đầu cực kỳ quái luôn. Cây này hàng phôi sống khỏe nha mình nha. Cây này có mã số là 172 nha. Có cái hòn ngay cái cổ đen em chỉ này là 25. Cây cao tính từ cái mặt chậu này mà lên tới đỉnh nha, tầm 50. Đang nằm cái chậu nhựa nuôi lọt lòng là 30 nha mình. Rồi phôi này thì em xin giao lưu nhanh nha, 1,2 triệu em bao vận chuyển nha. Một cây cẩm thị kim cương đen. Cây này hàng quái nha. Cây cực kỳ già luôn. Cây quá sung luôn nha mình. Mình xem tham khảo luôn. Đó, ở đây có lũi nha mình nha. Lũi này, lũi thép nha. Có cái cổ này, bay ra này, cực kỳ quái luôn. Cây này về nhà mình cứ để như thế này, nhà mình nuôi một thời gian nữa cây nó sống khỏe, nó ổn định, mình sang chậu sau nha. Rồi mã số 172 nha, giao lưu nhanh là 1,2 triệu em bao ship nhà mình. Cẩm thị kim cương đen nha, hàng quái. Rồi nhà vườn xin qua cây này luôn. Rồi nhà vườn thân mời nhà mình ghé tham khảo giao lưu một phôi cẩm thị kim cương đen. Phôi này mới khai thác về nhà mình nha, form thiên nhiên. Cây này có cái form bay này, tay chi này, cực kỳ là già luôn nha. Nút cây nha mình, lũ thép nha mình nha, liền cốt. Cây này có mã số là 174 nha. Có tổng hòn là 60. Cây cao tính từ cái mặt bầu nha, mà lên tới đỉnh nha, tầm 34. Cây có cái form chiều rộng của tàn nha, tính từ điểm này qua đây nha là 57 nha mình. Đang nằm cái bầu đất rinh và bầu ươm 40 nha. Rồi cây này em giao lưu nhanh là 2,2 triệu em bao ship nha mình nha. Nhà mình xem tham khảo luôn. Cây này về nhà mình chỉ việc lên cái chậu thêm chất trồng nữa là ok luôn nha. Cây này cái mặt sầu này, cái dàn tay của nó này, cực kỳ nút cây luôn nha. Nhà mình xem tham khảo luôn. Cây này về mình lên cái chậu vip luôn. Ra dán cái cây cực kỳ duyên nha. Xử lý lại mấy cái mặt cắt này lại nữa là ok luôn. Rồi nhà mình xem tham khảo luôn. Nếu được duyên ý thì rước cho nó về mình sưu tầm ủng hộ luôn nha. Rồi mã số 174 giao lưu nhanh là 2,2 triệu nha, bao ship nhà mình. Rồi nhà vườn xin qua cây này luôn. Rồi nhà vườn thân mời nhà mình ghé tham khảo giao lưu một phôi cẩm thị kim cương đen. Cây này có cái form dáng cực kỳ quái luôn nha mình nha. Cây này trực quái nha. Cây này hàng phôi mới về, nó đang bung lọc sống khỏe luôn nha. Cây cực kỳ già luôn. Đây ngay cổ này. Cây này có mã số là 175 nha. Có cái hòn cổ này em đo là 28. Cây cao tính từ mặt bầu mà lên tới cái đầu đây nha, đầu chính đây là 66. Đang nằm cái bầu đất rinh 30 nha. Rồi cây này thì em xin giao lưu nhanh nha, 1,4 triệu em bao ship nha mình. Nhà mình xem tham khảo nha. Nói chung cây này về mình cũng có thể mình cho trực quá như thế này, hoặc mình giật đổ xuống cũng rất là ok nha. Nhà mình xem tham khảo luôn. Cẩm thị tên gọi khác là kim cương đen nha mình. Cái này về nhà mình
chỉ việc lên chậu thêm chất trồng cho nó nữa, ok. Đặc biệt là mình đừng có rũ đi bầu đất rinh nha. Thì mình về mình cứ tháo ra nhẹ tay, rồi cái gì nó dính nó dính, cái gì nó còn thì còn, mình cứ lên chậu bình thường để trong mát cho nhà vườn nha. Rồi cây nó khỏe mình đưa nó ra nắng. Đây, đây có cái chì cổ ra này, cực kỳ quái luôn. Mình xem tham khảo nha, được duyên ý thì rút về mình sưu tầm luôn. Rồi mã số 175, giao lưu nhanh là 1,4 triệu em bao ship nha. Rồi nhà vườn xin qua cây này luôn nha. Nhà vườn thân mời nhà mình ghé tham khảo giao lưu một phôi cẩm thị kim cương đen. Cây này form thiên nhiên nha. Cây này có cái tay cành này, cực kỳ côn nút luôn nha. Cây đang cực kỳ sung luôn, siêu già luôn nha. Cây này có mã số là 176 nha. Có cái hòn này em đo là 33, cây cao là 47 nha. Đang nằm cái chậu nhựa nuôi lọt lòng là 30. Rồi phôi này thì em giao lưu nhanh luôn nha. Là 1,7 triệu em bao ship nha. Giao lưu nhanh nhà mình luôn. Nhà mình xem tham khảo nha. Một cây cẩm thị kim cương đen. Cây cực kỳ già luôn. Cây nó có mùa tẩy cành này. Rất chi là côn nút luôn nha. Rất là nút cây. Siêu già luôn. Nhà mình xem tham khảo luôn nha. Nếu được chi ngân ý thì rước em nó về mình sưu tầm luôn. Lên cái chậu mới cho nó nữa là ok nha. Rồi mã số 176, em giao lưu nhanh là 1,7 triệu nha, em bao ship nha mình. Được duyên thì rước em nó xem tin vui vẻ luôn nha. Rồi nhà vườn em xin qua cây này luôn. Rồi nhà vườn thân mời nhà mình ghé tham khảo giao lưu một phôi cẩm thị kim cương đen. Phôi này thì nó nuôi thuần chậu lâu rồi, nhà mình an tâm luôn. Cây mới nhà vườn mới cắt giật chi cành cho nó này. Chi nè, toàn ngón tay út luôn. Cây siêu già luôn nha. Cây này có mã số là 177 nha. Có tổng hòn gốc em đo là 100, cây cao 50 tới cái đỉnh nha. À, cái form tàn, cái form rộng nha. Chiều phóng nha, tính từ điểm này xuống dưới đây là 70 nha. Đang nằm cái chậu nhựa nuôi lọt lòng là 45. Rồi phôi này thì em xin giao lưu nhanh nha. Là 3,2 triệu em bao ship cả chậu nhà mình. Nhà mình xem tham khảo luôn. Phôi này rất là VIP nha, tương lai nhà mình. Này, nước già của nó này, cực kỳ già luôn. Cây này nuôi thuần lâu rồi, rễ này. Thì mới lên cái chậu nuôi lại em nó này. Nhà mình xem tham khảo luôn. Về nhà mình chỉ việc lên cái chậu VIP cho nó nữa ok thôi. Cây cực kỳ già luôn nha. Đây nó nằm nguyên một tảng này. Nu rất là lực luôn. Cổ tay này rất là nút nha. Rồi mã số 177, em xin giao lưu nhanh nha. Là 3,2 triệu em bao ship nha mình. Phôi này một người bê nặng tay với nhà mình nha. Rồi nhà vườn xin qua cây này luôn. Rồi nhà vườn thân mời nhà mình ghé tham khảo giao lưu một phôi cẩm thị kim cương đen. Hàng này phôi mới khai thác về nhà mình nha. Đang nuôi này, đang bung lọc sống khỏe nha mình nha. Cây cực kỳ sung luôn. Cây siêu già luôn nha. Cây này, cái thân này với thân này là nó liền với nhau nha. Cây này có mã số là 178. Em đo hòn ngay cái cổ đây này là 30 nha. Cây cao tính từ cái mặt ươm này mà lên tới đỉnh nha, tầm 55. Đang nằm cái chậu nhựa nuôi lọt lòng là 35 nha. Rồi cây này em giao lưu là 1,2 triệu em bao vận chuyển nha mình nha. Nhà mình xem tham khảo luôn. Cây này thì đang dừng lên này, cho nó ấm cái gốc này. Dần nuôi cho nó ấm, em mới vừa tháo ra thôi nha. Về thì nhà mình cứ việc để như thế này mình nuôi một thời gian nữa. Hồi cây nó khỏe tốt thì mình sang chậu sau nha. Nhà mình xem tham khảo luôn. Cẩm thị nha mình. Cây siêu già luôn nha. Cái thằng nhỏ này là nó liền qua luôn nha mình. Rồi mã số 178 nha. Giao lưu nhanh là 1,2 triệu em bao ship nha mình. Nhà mình xem tham khảo luôn. Rồi nhà vườn xin qua cây này luôn nha. Rồi nhà vườn thân mời nhà mình ghé tham khảo giao lưu một phôi cẩm thị kim cương đen. Phôi này mới khai thác về nhà mình nha. Cây này hai thân liền cốt nha. Song thụ luôn. Đây. Cây này về nhà mình nuôi trồng cho nó bay, nó bẹt qua cũng ok nha. Cây này có mã số là 179 nha. Có tổng hòn 75, cây cao 60 tính từ mặt bầu mà lên tới đỉnh nha. Đang nằm cái bầu đất rinh mà bộ ươm 40. Rồi cây này giao lưu nhanh luôn. 1,1 triệu em bao ship nha. Nhà mình xem tham khảo luôn. Nếu được duyên ngân ý thì rước em nó về mình sưu tầm luôn nha. Cẩm thị nha mình.
tên gọi khác là kim cương đen nha. Cây này hàng phôi mới về nhà mình. Mình về nhà việc chỉ việc tháo cái bầu lên chậu thêm cắt trồng nữa là ok. Đặc biệt là mình đừng có rũ đi cái bầu đất rinh của cây nha. Nó ảnh hưởng tới cây nha nhà mình. Thì mình xem tham khảo luôn. Rồi mã số 179 nha. Giao lưu nhanh là 1,1 triệu em bao ship nhà mình. Rồi nhà vườn xin qua cây này luôn nha. Rồi nhà vườn thân mời nhà mình ghé tham khảo giao lưu một phôi cẩm thị kim cương đen. Phôi này mới khai thác về nhà mình nha. Cây đang nuôi bùng lọc sống khỏe nha mình. Cây cực kỳ sung luôn nha. Đang xé này. Rất là sung luôn. Cây này có mã số là 180 nha. Có cái hồn cổ này em đo là 28. Cây cao tính từ cái mặt bầu này. Và lên tới đỉnh đây nha. Đỉnh đây luôn. Tầm 43 nha mình nha. Cái form chiều bay nha. Rộng nhất tính từ điểm này qua bên đây tầm 70, đang nằm cái thùng xốp nuôi nha. Thùng xốp nuôi này 40. Rồi cây này em giao lưu nhanh nha, là 1,4 triệu em bao ship nha. Giao lưu nhanh nhà mình luôn. Hôm nay cây này thì em hạ giá luôn nha, cho bay nhanh luôn. Trước là em giao lưu 1,6 triệu, giờ hôm nay thì em giao lưu nhanh luôn, là 1,4 triệu nha, bay nhanh luôn. Cây này rất là duyên cây nha. Ở đây nó đóng cái cục bú nè. Đang sống khỏe rồi. Đang xế này. Quá sung luôn nhà mình. Nhà mình xem tham khảo nha. Cẩm thị kim cương đen nha mình. Rồi mã số 180 nha. Em giao lưu nhanh luôn là 1,4 triệu em bao ship nha mình. Rồi nhà vườn xin qua cây này luôn nha.